Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Team Cooking nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món khổ qua xào trứng mà với cách làm rất là khác biệt nha các bạn. Mời các bạn xem video cái món khổ qua xào với trứng của mình trên kênh Team Cooking nha. Rồi, hôm nay mình sẽ làm cái món khổ qua xào với trứng nha các bạn. Thì đây là 1 kg khổ qua nè các bạn, mình bào ra lát rồi nè các bạn. Thì đây là 5 cái trứng gà ha, mình sử dụng trứng gà ta ha, 5 cái trứng gà. Thì trước tiên á, là bây giờ mình sẽ khuấy đều, đập cái trứng gà này ra tô rồi mình khuấy đều cho nó đều nha các bạn. Trước tiên là mình khuấy đều cái trứng gà này ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều 5 cái trứng gà này ra nha các bạn, cho nó đều cái chồng đỏ với cái chồng trắng nha. Xong rồi mình mới mang mình đi xào với trứng nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho dầu ăn vào trong chảo bạn, mình cho nhiều nhiều các bạn để mình chiên 5 cái trứng đó trước nha. Rồi dầu đã sôi rồi thì bây giờ mình sẽ cho trứng vào mình chiên trước nha các bạn, mình chiên trứng trước ha. Mình chiên cho trứng nó chín trước nha các bạn. Mình thấy làm cách này á, thì cái khổ qua xào với trứng các bạn ăn nó rất là ngon luôn. Thì cái trứng nó ăn rất là ngon luôn các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Đó, dầu nó sôi lên thì trứng nó chín đó, thì bây giờ mình vớt cái trứng này ra nha các bạn, mình để riêng nha, rồi bắt đầu mình mới xào khổ qua nha các bạn. Trứng nó chín rồi nè các bạn, thấy không, trứng nó chín rồi đó, bây giờ mình vớt ra nha. Bây giờ mình chuẩn bị xào khổ qua với trứng nha các bạn. Thì đầu tiên đó là mình cho khoảng 1 muỗng canh dầu ăn vào trong chảo nha. Rồi dầu ăn nó sôi rồi thì mình cho tỏi vào nha các bạn, mình phi lên cho thơm nha. Tỏi thơm thì mình cho 1 kg khổ qua và mình xào nha các bạn. Mình xào cho khổ qua nó chín nha. Trứng hồi nãy mình chiên riêng á, cho vào ha, thì rồi mình xào đều lên nha các bạn. Và kế tiếp là mình cho vào 1 muỗng cà phê bột nêm nha các bạn. Rồi mình nêm nếm vừa ăn ha. Giờ mình xào cho cái trứng nó hòa quyện vào trong cái khổ qua nha các bạn, rất là ngon luôn á. Thì mình thấy cái cách đó là cái trứng mình chiên riêng á, sau đó mình xào chung với cái khổ qua thì nó ngon hơn là khi mà mình đập cái trứng sống trực tiếp vào cái khổ qua nha các bạn. Mình xào cho nó ráo cái nước này nữa là được nha các bạn. Mình xào cho nó ráo cái nước xong rồi mình sẽ cho ra dĩa ăn với cơm trắng thì rất là ngon luôn. Khổ qua xào trứng của mình các bạn thì nó khô nó ráo lại vậy là được rồi, bạn mình cho ra dĩa nha.
Cái khổ qua xào trứng của mình đó bạn, bạn thấy không, nó còn mình cho nó ra dĩa ra nè, nó bốc khói luôn á các bạn. Thì các bạn nào ăn hành với tiêu á thì cho hành với tiêu ha, còn mình đó mình cũng rất là đặc biệt luôn nha các bạn, mình cho tỏi phi vào nha các bạn, đó mình cho tỏi phi lên trên mặt nha. Đó. Bạn nào không ăn tỏi phi á thì mình cho hành với tiêu lên nha, cái này là tỏi phi vàng á nha các bạn. Đó thì cái món khổ qua xào với trứng, cách làm đặc biệt của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình tới đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo.